Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Sidon, đến biển hồ Galilê vào miền thập tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại, anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được." Các bạn thân mến, bài phúc âm hôm nay tường thuật một phép lạ khác của Đức Giêsu ở một nơi khác, không còn ở vùng Tia của dân ngoài nữa, mà vào trong đất Israel, miền thập tỉnh. Phúc âm kể rằng người ta đem đến cho Đức Giêsu một người vừa điếc vừa ngọng và xin người đặt tay trên anh. Như thế chứng tỏ rằng người ta tin vào quyền năng của Đức Giêsu. Họ tin người có thể chữa lành cho anh này. Chắc hẳn là họ cũng muốn tận mắt chứng kiến Đức Giêsu thi thố quyền năng làm phép lạ. Nhưng Đức Giêsu lại kéo riêng anh này khỏi đám đông, rồi người đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi của anh. Sau đó ngài ngước mắt lên trời, thở dài và nói: "Ephphatha", nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi anh ta như hết bị buộc lại, anh nói được rõ ràng, nghe được rõ ràng. Chúng ta tự hỏi, tại sao khi làm dấu lạ chữa cho con gái người đàn bà dân ngoài mà chúng ta nghe trong phúc âm hôm qua kể lại, Đức Giêsu không cần chạm đến em, thậm chí là không cần thấy mặt em, mà hôm nay khi chữa người câm điếc này, Đức Giêsu lại phải chạm đến anh? Chẳng những chạm vào anh, Đức Giêsu còn chạm đến những phần thân thể đang bị tổn thương của anh, tai bị điếc, lưỡi bị buộc, để chữa lành, để giải phóng chúng. Chúng ta cũng tự hỏi, tại sao trước khi truyền lệnh Ephphatha hãy mở ra, Đức Giêsu lại thở dài? Có phải là vì ca bệnh này quá khó không? Trước tiên chúng ta phải xác tín rằng Đức Giêsu là con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa nhập thể làm người. Ngài có quyền năng sáng tạo muôn loài muôn vật, vì thế không có ca bệnh nào làm khó được Ngài. Tiếp theo chúng ta phải biết rằng người bị tật câm điếc như bị loài ra khỏi tương giao với người khác và với cộng đồng. Đó không phải là do tật bệnh làm họ ra ô uế, khiến người khác xa lánh, nhưng là vì họ không nghe được nên không biết người khác nói gì, và vì họ không nói được nên cũng không nói ra cho người khác biết ý của mình. Họ dần dần co mình lại, không giao tiếp với người khác. Người khác cũng dần dần xa lánh họ vì không biết nói gì với họ. Đức Giêsu thương cảm và bất nhẫn với tình trạng của anh câm điếc này. Ngài cảm nhận anh đã phải khốn khổ, cô độc từ rất lâu, nên Ngài thở dài, tỏ lòng xót thương anh. Và để bù đắp cho bao ngày tháng cô độc, bị người khác xa lánh, hay chính bản thân anh xa lánh người khác, Đức Giêsu đã đụng chạm đến những phần thân thể bị thương tổn của anh để chữa lành. Ngài có thể phán một lời là chữa lành ngay, nhưng Ngài muốn tận tay chạm đến anh để nói lên lòng thương xót đặc biệt đối với anh. Ngày nay rất nhiều người trong chúng ta dầu tai nghe rõ, miệng nói to, nhưng lại mắc tật điếc, tật câm về tinh thần, về thiêng liêng. Đó là chúng ta không nghe được tiếng kêu than của bao nạn nhân của bất công, cường quyền và bạo lực chung quanh chúng ta, thậm chí ngay trong gia đình chúng ta. Đó là chúng ta bị câm, không lên tiếng tố cáo sự ác đang hoành hành chung quanh chúng ta, trên quê hương đất nước chúng ta. Đó là chúng ta co mình lại, chỉ biết lo cho quyền lợi của bản thân và gia đình mình mà làm ngơ, vô cảm trước đau khổ của anh chị em chung quanh.
chứng bệnh câm điếc thiêng liêng này rất nặng nề và tràn lan trong xã hội Việt Nam hôm nay. Và tai hại nhất là cả những người lãnh đạo, tôn giáo cũng bị nhiễm nặng. Tai hại nhất là bởi vì bổn phận của họ là tố cáo sự ác và sự giả dối như Thầy Giê-xu đã làm đối với những người Pha-ri-siêu và các kinh sư để ngăn ngừa dân chúng khỏi xa vào bẫy sự dữ. Bởi vì trách nhiệm của họ là lắng nghe tiếng than khóc của những nạn nhân như cha mẹ lắng nghe tiếng kêu cứu của con cái mình. Vậy mà họ cứ làm ngơ giả điếc, giả câm. Chẳng những vậy, những người thuộc quyền cũng bắt chước hoặc viện cớ đó để câm nín hoặc bị buộc phải câm nín. Vậy là sự giữ được nước lan tràn, dân nghèo ngày càng khốn đốn, mất lòng tin vào xã hội và giáo hội. Việc loan báo tin mừng cũng vì thế mà chịu tác động tiêu cực. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể cứu chúng ta khỏi tật câm điếc thiêng liêng, cũng như chỉ một mình Đức Giê-xu có thể cứu người bị câm điếc trong phúc âm. Chúng ta tha thiết nài xin Chúa dùng quyền năng cho Thánh Thần mà biến đổi quả tim chai đá của chúng ta trở thành quả tim bằng thịt, để chúng ta cũng rung động, thương cảm anh chị em nghèo đang là nạn nhân của bất công và bạo lực trong xã hội, như Đức Giê-xu đã tỏ lòng thương cảm đối với anh câm điếc.